Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Khắp đầu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hôm nay chúng ta có rất nhiều những tin tức và Thuần cũng đã cố gắng sắp xếp những cái thông tin này một cách lo chứ nhất có thể. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì tình hình chung đó là chúng ta nhìn thấy là chứng của Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm nay rất là tốt. Chúng ta nhìn vào ba chỉ số chúng ta thấy được chỉ số Nasdaq hôm nay đã tăng 1,39% chỉ số S&P 500 tăng gần như 1% các bạn và chỉ số Dow Jones đã tăng 0.58%. Pre-market thì bây giờ đó thì không có thay đổi nhiều các bạn nhìn thấy được là cả ba chỉ số thì đỏ một chút nhưng mà đỏ khoảng chừng là 0.04% mà thôi, không đáng kể. Cái mà các bạn có thể nhận ra được là cách đây 2 tuần các bạn cũng đã nhớ là chúng ta đã có một ngày cực kỳ tệ trong thị trường tài chính nói chung chúng ta thấy được là chứng khoán giảm rất là nhiều nhưng mà từ ngày đó tới bây giờ ra trong hai tuần qua đã liên tục hồi phục các bạn và tuần vừa rồi là một tuần mà hồi phục rất là tốt tuần vừa rồi đó là cái tuần tốt nhất trong năm nay của chứng khoán hoa kỳ nói chung và ngày hôm nay chúng ta mở đầu tuần mới là một màu xanh như các bạn nhìn thấy trên màn hình và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì tiếp tục ở mức thấp các bạn thì bây giờ ở mức 74 đô cho một thùng dầu còn về hợp đồng của vàng đó chúng ta nhìn thấy không thay đổi nhiều ngày hôm nay ở mức là 2.500 41 đô cho một ounce vàng còn về crypto thì sao các bạn? Bitcoin hôm nay đó rất là tốt chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC đã tăng lên tới gần 61.000 đô cách đây và phút các bạn. Hiện bây giờ là chúng ta mức là 60.500 đô. Nói chung hôm nay là một ngày mà chúng ta cũng thấy Bitcoin tiếp tục hồi phục và hơn 60.000 đô. Cả cuối tuần qua là chúng ta cũng đã nhiều lần muốn thử cái mức 60.000 đô này nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn thấy là lại bị đẩy cho xuống và chúng ta cũng thấy ngày hôm qua đó giá đã xuống tới mức là chỉ còn có 58.000 57.000 đô mà thôi. Hôm nay đây chúng ta lại nhìn thấy được giá đã đẩy trở lên hơn 60.000 đô và nhìn chung đó thì chúng ta nhìn thấy được vốn hóa hôm nay tăng 2.3% vốn hóa của BTC đó thì tăng 3.9% các bạn và all coins nhìn chung đó thì rất là tốt ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là phần lớn thị trường là một màu đỏ chúng ta cũng có một cái tin tức liên quan đến Solana các bạn. Nhưng mà ít ra tin tức này tuy là không có tốt nhưng mà chúng ta cũng thấy là Solana cũng không có phản ứng tiêu cực. Chúng ta vẫn có cái sự tăng trưởng là 3.2% trong vòng 24 giờ qua. Đương nhiên nó không tăng bằng những đồng như là chúng ta nói tới BNB tăng tới 6.6% hay là XRP tăng 7.2%, nhưng mà vẫn là một ngày tăng trưởng cho Solana mặc dù chúng ta nhận được một cái thông tin đó chính là cái đơn đề xuất Solana ETF 19B4 đó đã không còn trên trang của CBOE nữa. Thì cái điều này có nghĩa là gì? Thường nghĩ là những người nào mà đã trải qua cái thời kỳ từ đầu năm tới bây giờ khi chúng ta theo dõi Bitcoin ETF và Ether ETF được phê duyệt thì các bạn cũng đã đành rồi Nhưng mà nào mà mới đến kênh hay là không rõ đó Thì nếu như chúng ta muốn thấy có một cái quỹ ETF được giao dịch ở Hoa Kỳ Thì chúng ta sẽ cần hai đơn được duyệt Thứ nhất là đơn 19B4 và thứ hai đó chính là đơn S1 Đơn 19B4 nó hiểu đơn giản đây là cái đơn mà thay đổi quy định Có nghĩa là hiện bây giờ đó chúng ta không có Solana ETF Cái đơn 19B4 này đó là coi như nếu như được duyệt sẽ là thay đổi quy định Là bây giờ Hoa Kỳ sẽ cho phép có quỹ Solana ETF rồi sau đó những công ty họ sẽ nộp cái đơn S1 đó chính là cái sản phẩm riêng công ty của họ trong đó sẽ để những cái giống như là cái quỹ này sẽ có cái phí bao nhiêu vân vân và cách đây vài tháng đó chúng ta đã có hai công ty Thường nhớ một công ty là Venex, một công ty là Hashtag. Thường cũng không nhớ rõ tên hai công ty các bạn, nhưng mà không phải là những công ty lớn. Thì hai công ty này họ cũng đã đệ đơn để có Solana ETF. Bây giờ đó thì hai cái đơn này đã không còn trên trang web nữa các bạn thì nhiều người nghĩ là có khả năng hai công ty này họ đã rút đơn trở về. Hiện bây giờ đó tất cả chỉ là cái sự suy đoán mà thôi các bạn. Sự thật là hai cái đơn này đã không còn trên trang web của CBOE nữa. Nhưng mà lý do tại sao đó thì không ai biết rõ. Chúng ta cũng đã có những cái bài viết được chia sẻ giống như chúng ta được là Financial Times thì họ chia sẻ là có khả năng SEC đã nói chuyện với những công ty này và họ sẽ sớm rút đơn có nghĩa là sẽ không có Solana ETF tại thời điểm bây giờ cái đó cũng là một khả năng các bạn điều mà các bạn nên biết ở đây đó là hai đơn này không còn nữa nhưng mà cả hai đơn vị thứ nhất là SEC và thứ hai đó chính là hai công ty này thì không có lên tiếng cho nên chúng ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra chúng ta chỉ biết là đột ngột đó không còn thấy cái đơn 19B4 này liên quan đến Solana ETF nữa và chúng ta cũng đã nhớ là chỉ có hai công ty đó để đơn mà thôi những công ty lớn đó thì không có động thái gì các bạn đã nhớ là thường đó khi chúng ta nói tới là những quỹ như là Ether Spot ETF khi mà để đơn đó thì trong vòng chỉ có vài ngày đó chúng ta thấy được là có cả đống công ty để đơn cùng một lúc trong đó chúng ta có những công ty lớn như là Fidelity à, chúng ta có Franklin, chúng ta có BlackRock. Đợt này đó Solana ETF đó thì chỉ có hai công ty nhỏ đó mà thôi các bạn. Cho nên có khả năng là những công ty kia đó họ cũng có thể hiểu là bây giờ còn quá sớm để có Solana ETF. Và ở trên channel này đó chúng ta cũng đã từng nói đến là con đường để có Solana ETF đó không phải là không thể, chỉ là nó khó khăn hơn khi chúng ta nghĩ đến Bitcoin và Ether ETF nó có cái sự khác biệt các bạn có hai điểm khác biệt lớn điểm thứ nhất đó, chính là Bitcoin và Ether thì không có tên trong bất cứ một cái vụ kiện nào của SEC trong khi Solana thì vẫn có tên chúng ta gần đây cũng đã nói đến là có một số đồng đã bị hủy trong cái đơn kiện Binance US nhưng mà các bạn cũng nên biết đó chỉ là một cái vụ kiện mà thôi SEC vẫn đăng kiện những cái sàn như chúng ta nói tới là Coinbase và Solana vẫn là một đồng mà được nêu tên trong nhiều vụ kiện hiện bây giờ cho nên về việc Solana có phải là chứng khoán hay không đó, thì vẫn là một câu hỏi hiện bây giờ cái tình trạng pháp lý nó không có rõ ràng như là bitcoin ether hay là xrp ba cái đó đó đã rõ ràng nhưng mà solana thì vẫn chưa rõ ràng cái này không có nghĩa là solana là chứng khoán chỉ có nghĩa là hiện bây giờ đó solana vẫn chưa được công nhận bởi tòa án không phải là chứng khoán đó là cái điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó chính là liên quan đến cái thị trường futures các bạn cũng đã nhớ là trước khi chúng ta có bitcoin spot etf và ether spot etf chúng ta cũng đã có bitcoin futures etf và Ether Futures ETF được giao dịch trên sàn CME Và một trong những cái lập luận tại sao chúng ta nên có Bitcoin Smart ETF hay là Ether Smart ETF khi mà họ để đơn Đó chính là SEC đã phê duyệt cái quỹ Futures ETF thì không có lý do gì mà không phê duyệt Spot Nhưng mà đối với Solana này thì chúng ta vẫn chưa có Solana Futures ETF trên sàn CME Đây là hai điểm khác biệt rất là lớn Nói chung đó thì chúng ta vẫn phải chờ một đó là thông tin chính thức từ SEC còn hai đó là hai công ty này họ sẽ phải công bố tại sao mà không còn cái đơn 19B4 nữa ở trên trang web của CBOE chúng ta chỉ có thể chờ thông tin mà thôi các bạn nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đã không còn nhìn thấy hai đơn này nữa đó là cái thông tin lớn liên quan đến Solana ngày hôm nay và nói tới SEC đó chúng ta còn một số thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn chung về tình hình của thị trường hiện bây giờ ra sao các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là khảo sát của Reuters cho thấy là 55 trong số 101 nhà kinh tế kỳ vọng là Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng là 0.75% trong năm nay, có nghĩa là sẽ cắt giảm 3 lần liên tục. Từ đây đến cuối năm chúng ta còn có 3 đợt hợp thôi các bạn, đó chính là vào tháng 9 và tháng 11 và tháng 12, có nghĩa là họ kỳ vọng là mỗi đợt hợp sẽ cắt 0.25%. Cái này đã cao hơn so với tháng 7 khi mà khảo sát đó hồi tháng 7 thì họ nói là họ kỳ vọng chỉ các giảm có 0.5% mà thôi. Bây giờ đã tăng lên 0.75% rồi. Tại sao đó thường sẽ chia sẻ thông tin để các bạn hiểu rõ hơn. Và họ nói là tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ được dự đoán trung bình sẽ ở mức là 2.5% trong năm 2024 này. Nhưng mà qua tới năm 2025 đó họ nghĩ là sẽ giảm xuống còn có 1.8% mà thôi. Có nghĩa là năm sau là một năm đó, sẽ tệ hơn năm nay các bạn không có nghĩa là suy thoái các bạn vẫn sẽ tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng chậm hơn và họ nghĩ là xác suất suy thoái trong 2 năm tới ở mức trung bình là 30% nghĩa là khả năng không có suy thoái cao hơn là có suy thoái miễn là chúng ta có ba đợt giảm lãi suất trong năm nay giảm 0.75% từ đến cuối năm thì cái đó là cái kỳ vọng của những cái kinh tế gia các bạn nhưng mà kỳ vọng này đó có thực sự thực tế hay không thì để thuận chia sẻ một số những cái thông tin khác với các bạn hôm nay đây chúng ta nhận được một cái khảo sát của Fed ở New York và họ đã công bố đó là cho thấy trong số những người đang có việc làm vào thời điểm khảo sát vào tháng 3 có nghĩa là đây là cái khảo sát họ làm mỗi vài tháng các bạn hồi tháng ba khi mà họ nói chuyện với những người này so với bây giờ đó, thì chỉ còn có 88% giữ được công việc mà thôi có nghĩa là 100 người bây giờ chỉ còn có 88 người là còn công việc mà thôi các bạn đương nhiên đó không phải đây có nghĩa là 12 người bị thất nghiệp có thể là vì nhiều lý do khác các bạn có thể là họ tình nguyện nghỉ vì một lý do nào đó hay là họ nghĩ vì lý do liên quan là sức khỏe hay là vì gia đình cũng có thể chứ không phải là họ bị sa thải nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là cái mức thấp nhất kể từ năm 2014 và tỷ lệ những người dự đoán sẽ thất nghiệp tăng lên tới 4.4% 4.4% nó nghĩa là tăng 0.5 điểm so với là một năm trước. Con số này đó thực sự là không phải là cực kỳ cao các bạn khi mà chúng ta nói tới là tình hình suy thoái đó thì lúc đó cái phần trăm này tăng lên tới 8-9% nhưng mà các bạn cũng thấy được là cái phần trăm thất nghiệp nó sẽ tăng rất là nhanh trước đây chúng ta cũng đã từng nói đến rồi khi mà sau khi mà có đại dịch chúng ta cũng thấy là có nhiều việc làm hơn là người đi xin việc và lúc đó ai cũng nói là tình hình thất nghiệp sẽ không có tăng đâu theo ông phép tăng lãi suất cũng không dẫn đến người ta bị thất nghiệp nhiều như mình thường đã từng chia sẻ với các bạn tại vì chúng ta đang có cái sự tồn động của nhiều công việc có sẵn các bạn nhưng mà tới một ngày nào đó khi mà cái số lượng người đi xin việc với lại cái số việc việc làm đó, nó cân bằng với nhau thì chúng ta sẽ thật sự thấy được phần trăm thất nghiệp đã tăng nhanh như thế nào và cái thời điểm đó đã đến rồi các bạn. Các bạn đã nhớ là cả năm ngoái chúng ta cứ xoay quanh cái mức là 3.5, 3.6% thấp nhất trong vòng mấy chục năm qua các bạn khi mà nói tới phần trăm thất nghiệp. Nhưng mà trong thời gian ngắn thôi, chỉ vài tháng nay thôi đã tăng liên tục và thường nhớ là tăng tới 4.3% cái tỷ không bao lâu. Khi mà phần trăm thất nghiệp đã tăng rồi thì nó sẽ tăng rất là nhanh. Tại vì khi một người khó kiếm việc làm thì thường đó người đó không, không phải là người riêng lẻ đó các bạn. Sẽ có nhiều người trong trường hợp đó khó kiếm được việc làm khi mà một công ty đã, đã quyết định là xa thải nhân viên hay là quyết định là không mướn thêm nhân viên thì thường những công ty cạnh tranh cũng sẽ làm điều tương tự dẫn đến là phần trăm thất nghiệp tăng cao bây giờ nó đã đang từ từ tăng lên rồi tuy không phải là cao nhưng mà chúng ta cũng thấy là nó có thể dễ dàng mất kiểm soát nếu như mà Fed không nhanh chóng xử lý vấn đề này. Và chúng ta cũng thấy được là công ty GM, đây là công ty mà họ sản xuất xe các bạn thì họ cũng đã ra quyết định là sa thải hơn 1.000 nhân viên phần mềm và dịch vụ để tinh giản hoạt động và việc sa thải đã chiếm khoảng là 1.3% lực lượng lao động. Hưởng lương toàn cầu của GM, có nghĩa đây là cái số lượng nhân viên mà lãnh lương hàng tháng các bạn. Thay vì những cái nhân viên mà họ bán xe thì họ có thể là chỉ lấy tiền qua hồng mà thôi. Trên những cái công ty mà họ lãnh lương hàng tháng từ công ty đã bị sa thải các bạn 1.000 nhân viên và đương nhiên công ty GM và là công ty duy nhất rồi chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều từ đầu năm tới bây giờ chúng ta lại nghe nhiều công ty sa thải nhân viên các bạn có thể nói là năm 2022 cuối năm đó chúng ta nghe nhiều công ty họ sa thải nhân viên năm 2023 đó thì hầu như ít nghe chúng ta lại thấy được năm nay lại bùng nổ nữa và nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta thấy Fed sắp suy giảm lãi suất có nghĩa là có cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái hiện bây giờ từ những công ty cho nên có thể đó là lý do tại sao mà họ muốn sa thải nhân viên để mà giảm chi phí hiện bây giờ các bạn Và đối đầu với những cái tin tức này đó thì chúng ta thấy là những quan chức của Fed đã bắt đầu có những cái lời phát biểu Các bạn có thể nhớ thường chia sẻ là cách đây 2 tuần đó cái lúc mà thị trường cực kỳ tệ khi mà có nhiều cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính À, và chúng ta thấy được là chứng khoán giảm mạnh lúc đó đó thì chúng ta lại không nghe những lời phát biểu đến từ những cái quan chức của Fed có thể nói được là tuần nào đó chúng ta cũng có hàng loạt những cái quan chức của Fed phát biểu với các bạn họ luôn muốn người ta biết được là họ suy nghĩ gì hiện bây giờ nhưng mà ngược lại đó trong cái thời điểm cái T hai tuần thì lại hầu như không nghe những quan chức của Fed phát biểu và hai tuần qua họ rất là im lặng mãi tới ngày hôm nay các bạn chúng ta lại thấy được là chủ tịch khu vực của Fed ở San Francisco đó chính là Mary Daly cho biết đã đến lúc giảm lãi suất 0.25%, có nghĩa là bà đã ra dấu hiệu là bà ủng hộ bắt đầu giảm lãi suất có thể là trong cuộc họp tháng 9 này. Và chúng ta được là một người khác nữa đó chính là chủ tịch Fed ở khu vực Minneapolis, đó chính là Neil Kaskari và ông nói là thị trường việc làm yếu hơn có thể mở ra cơ hội giảm lãi suất vào tháng 9. Điều mà các bạn nên hiểu, ông là một trong những thành viên có quan điểm nhiều hầu nhất của Fed có nghĩa ông là một trong những người mà luôn có cái xu hướng là tăng lãi suất hay là giữ lãi suất cao siết chặt dòng tiền ngay cả ông cũng đã bắt đầu muốn thả lỏng rồi các bạn có thể là tình hình tệ hơn là chúng ta nghĩ nhưng mà những cái chỉ số trên thị trường vẫn chưa có thực sự phản ứng hết nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là có một số những cái dấu hiệu về việc làm nó, nó đã chuyển hướng xấu hơn và chúng ta cũng đã nói tới trong nhiều video trước đây các bạn các bạn cũng đã nhớ là cái tê bài tháng đó thường đã từng chia sẻ với các bạn mọi thứ vẫn ổn nhưng mà chúng ta cũng đã bắt đầu thấy có vài vết nứt hiện lên rồi đương nhiên nếu nói là tình hình ở Hoa Kỳ bây giờ tệ thì không phải tệ lắm một các bạn bây giờ vẫn chưa phải là lúc mà chúng ta thấy có nhiều người bị thất nghiệp nhưng mà nếu như mà không xử lý đó thì sẽ tệ rất là nhanh và chúng ta cũng thấy là mọi người đó thì đang hướng về Chủ tịch John Powell phát biểu như thế nào Đó mới là quan trọng các bạn Chúng ta cũng thấy là đợi tới tháng 9 thì rất là lâu Nhiều người đó họ nghĩ là đến tháng 9 mới biết Chủ tịch John Powell nghĩ gì về tình hiện tại đó Thì có thể đã quá trễ Bây giờ đó thị trường rất là nhạy cảm Với từng những cái chỉ số kinh tế Thì Ngày thứ sáu này sẽ là cơ hội để cho Chủ tịch Fed John Powell đưa ra cảm nghĩ của ông về tình hiện tại và ra dấu hiệu là ông muốn giảm lãi suất như thế nào. Bây giờ đã hầu như là 100%, hợp đồng tương lai nghiêng về là sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 này. Câu hỏi là giảm bao nhiêu mà thôi. Các bạn thấy được là những nhà kinh tế gia họ kỳ vọng là có đợt giảm lãi suất 0.75% từ đến cuối năm thì có thể là giảm liên tục 3 lần 0.25% các bạn tháng 9, tháng 11 và tháng 12 nhưng mà cũng có thể là giảm 0.5 đợt đầu tiên rồi 0.25 đợt thứ nhì cũng có thể luôn các bạn chúng ta phải chờ xem coi là chủ tịch John Powell phát biểu như thế nào tại hội nghị Jackson Hole tại vì đây sẽ là cái bài phát biểu hàng năm các bạn mỗi năm đó, cục dự trữ liên bang ở Kansas City sẽ tổ chức một cái hội thảo kinh tế ở Jackson Hole và đây là nơi mà quy tụ những nhà kinh tế gia, những cái thành viên thị trường tài chính, học giả, đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ và truyền thông để mà thảo luận các vấn đề về chính sách ngân hàng trung ương. Khi nào mà có thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn. Đó là liên quan đến tình hình phép và lãi suất, nó ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô nói chung. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin ảnh hưởng đến thị trường crypto đi. Thì các bạn thấy được là đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ đang diễn ra hiện tại và cương lĩnh chính thức năm 2024 của đảng Dân Chủ đã được công bố ngày hôm nay các bạn mà họ không đề cập gì đến crypto hay là Bitcoin hết. Chúng ta nhìn thấy được là tất cả những điều họ nói đến không có gì liên quan đến Bitcoin và crypto. Đương nhiên điều này làm cho nhiều người đó không được vui các bạn. Tại vì chúng ta nghe nhiều cái sự hứa hẹn đến từ những cái nghị sĩ họ nói là họ đang làm việc với đại đội của phó tổng thống Kamala Harris để cho bà có thể cởi mở và chấp nhận thị trường này. Nhưng mà đến cuối cùng đó thì cái cương lĩnh của họ lại không đề cập gì đến Bitcoin và crypto. Khiến cho nhiều người cũng rất là thất vọng các bạn và nhiều người nghĩ đó, cái này là một dẫn chứng cho thấy bà vẫn sẽ tiếp tục cái chính sách đàn áp crypto, tiếp tục chính sách của tổng thống Joe Biden hiện tại. À, thì đó là một cái quan điểm hiện bây giờ các bạn. Có một người khác đó, đó chính là Adam Corkin thì lại có cái quan điểm là ít ra họ cũng không có nói đến việc là tiếp tục đàn áp crypto nữa, không giống như là cái cương lĩnh mà họ đã đưa ra vào năm 2020. Trong đó đó thì không nói riêng về crypto nhưng mà nói là sẽ có những cái biện pháp thắt chặt hơn và mạnh mẽ hơn để mà chống lại rửa tiền và các bạn cũng đã nhớ là những cái chính sách đàn áp crypto đó thì thường họ sẽ nói là chính sách này đã không phải đàn áp crypto chúng tôi chỉ muốn là quản lý rửa tiền hay là chúng tôi chỉ muốn bảo vệ nhà đầu tư nhưng mà trên căn bản đó họ muốn dùng cái đó làm cái cớ để mà đàn áp thị trường này ít ra trong cái cương lĩnh của năm nay họ không có đề cập đến cái vấn đề đó nữa thì đây cũng coi như là tin tức tốt <laughs> các bạn thấy được thuận cũng không nghĩ như vậy đâu tại vì các bạn có nghĩ thì một ai đó mà cứ ăn hiếp các bạn trong một ngày nào đó đó người này không còn muốn hiếp các bạn nữa tại vì họ đã kiếm có một ai đó họ thích ăn hiếp hơn thì đâu có nghĩa là họ trở thành người tốt đâu các bạn hay là đâu có nghĩa là họ thích các bạn đâu thì cũng tương tự như vậy một ai đó mà đang áp crypto trước đây bây giờ đã không đề cập đến crypto nữa thì cũng không có nghĩa là họ ủng hộ crypto đâu và ngay thời điểm này ngay ngày hôm nay đó thì giữa hai ứng cử viên chỉ có cụ tổng thống donald trump là ủng hộ crypto mà thôi thôi chia sẻ thêm một số thông tin về các bạn à, chúng ta cũng thấy được Ngoại trừ thông tin đó ra, các nguồn tin ở Thượng viện cho biết là Kamala Harris đang cân nhắc Gary Gensler cho vị trí Bộ trưởng Tài chính nếu như mà đắc cử. Và thật ra thông tin này đó là đến từ cái bài viết được chia sẻ bởi Washington Report các bạn. Thì đây là một cái bài mà họ phỏng vấn một số người ở Thượng viện, trong đó chúng ta thấy được là có Tom Emmer. Thì Tom Emmer là một trong những người của đảng bên kia và ông đương nhiên đã ủng hộ crypto các bạn. Và ông nói đó là cảnh báo có khả năng là Kamala Harris sẽ chọn một trong hai người làm bộ trưởng tài chính kế tiếp. Một đó là thượng nghị sĩ anti crypto Elizabeth Warren, thứ hai đó chính là Gary Gensler, một trong những người mà rất là anti thị trường này các bạn. Thì đây là cái suy đoán đến từ thơm MM thôi chứ không phải là cái thông tin chính thức đến từ đội của Kamala Harris. Nhưng mà các bạn cũng thấy được là đây tiếp tục là những cái thông tin khiến cho nhiều người mất lòng tin và hầu như bây giờ đó không còn ai còn kỳ vọng gì đến từ đội của Kamala Harris đó các bạn và đương nhiên các bạn cũng đã biết là cái tin đồn xưa nay lý do tại sao mà Gail Gensler trước đây đó ông yêu thích crypto khi mà ông còn dài ở trường đại học các bạn nhưng mà khi mà ông nhận chức là chủ tịch SEC thì ông lại đổi suy nghĩ 180 độ về đàn áp thị trường này thì một trong những cái lý do là tại vì đã có nhiều cái sự hứa hẹn nhất là đến từ thượng nghị sĩ Warren các bạn đây là một thượng nghị sĩ cực kỳ ghét thị trường này thì đây là một thượng nghị sĩ mà rất có quyền lực ở quốc hội và nhiều người cho là bà đã hứa hẹn với ông ông làm tốt nhiệm vụ của mình thì ông sẽ được thăng chức và chức kế tiếp đó chính là bộ trưởng bộ tài chính ở Hoa Kỳ đó là những gì mà được chia sẻ ngày hôm nay. đương nhiên đó các bạn thấy được là cái này là một cái suy nghĩ đến từ thân em nó không có phải là chắc chắn một trăm phần trăm là đội của Kamala Harris thực sự là đang cân nhắc cho rồi Các bạn cũng đã nhớ là có nhiều bài báo cách đây tôi nhớ là khoảng chừng một hai tháng đó cũng đã nói là bên đội của cựu tổng thống Donald Trump cân nhắc Jamie Dimon nghĩa là CEO cho cái chức vụ bộ trưởng tài chính nhưng mà cuối cùng đó, đó chỉ là một cái tin đồn không đúng sự thật các bạn. thì cái này cũng có thể là như vậy nhưng mà nói chung ngày hôm nay đã dẫn đến nhiều cái sự thất vọng cho những người mà đang nuôi cái kỳ vọng là sẽ có sự ủng hộ đến từ đội của Kamala Harris và ngược lại đó thì nhiều người nói là như vậy đó thì ở bên đội của cựu tổng thống Donald Trump cái cương lĩnh của họ có nói đến crypto hay không thì câu trả lời là có các bạn đó là một phần của cương lĩnh của cái đảng của bên cựu tổng thống Donald Trump các bạn thấy được là ủng hộ crypto và ủng hộ à, sự phát triển của AI đã có trong cái cương lĩnh rồi ngược với lại cái cương lĩnh của ở bên Kamala Harris các bạn thì cái sự khác biệt đó không thể rõ ràng hơn và ngày hôm nay đó cụ tổng thống Donald Trump cũng đã phát biểu và ông cũng lại nhấn mạnh một lần nữa có sự ủng hộ của mình. Ông nói là chúng ta phải dẫn đầu trong lĩnh vực crypto, nếu không thì Trung Quốc sẽ chiếm lấy vị trí đó. Và đây là một cái video clip à, cũng không có dài lắm đâu các bạn để thường chia sẻ với các bạn khoảng chừng là một à, phút rưỡi mà thôi. Và nhiều bạn đã thích thường dùng AI để mà lồng tiếng tại vì nó dễ nghe hơn nhất là những bạn nào mà chỉ nghe âm thanh mà không có nhìn màn hình. Thì uh, thường đã dùng AI để mà lồng tiếng cái video ngắn này để thường chia sẻ với các bạn. Khi nhậm chức, Tôi sẽ phê duyệt nhanh chóng cơ sở hạ tầng năng lượng mới và chúng ta sẽ nắm bắt mọi hình thức năng lượng, bao gồm cả hạt nhân. Hạt nhân là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Nhà máy này đang tạo ra một số thứ mà tôi vừa mới được chứng kiến. Thật đáng kinh ngạc những gì bạn và gia đình Gary đã làm, mức độ phức tạp, chi tiết và sức mạnh mà chúng ta đang thảo luận thực sự đáng kinh ngạc. Để cung cấp năng lượng cho đất nước ta trong tương lai, gồm cả nhu cầu điện của ai và tiền điện tử điều này là vô cùng quan trọng ngày càng phổ biến và chúng ta phải luôn dẫn đầu chúng ta muốn dẫn đầu nếu không trung quốc và các quốc gia khác sẽ chiếm lĩnh ai và tiền điện tử chúng ta sẽ thực hiện một cam kết lịch sử để đưa các lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ tiên tiến vào hoạt động xây dựng các nhà máy lớn này với chi phí 20 tỷ đô la mà không hoàn thành như chúng ta đã từng làm gần đây. Và một vài tiểu bang khác, tôi sẽ không đề cập đến các tiểu bang, nhưng họ có hai nhà máy đã mất kiểm soát do chi phí vượt mức. Các nhà máy hạt nhân rất lớn, nhưng chúng ta sẽ làm các lò phản ứng nhỏ hơn. Chúng tôi gọi đó là lò phản ứng nhỏ, giống như Pháp. Người Pháp triển khai rất hiệu quả. Họ bắt đầu nhỏ và mở rộng bằng cách thêm lò phản ứng mới. Họ ghép nối chúng lại. Với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp như của bạn, chúng có thể được xây dựng rất an toàn, cực kỳ sạch sẽ và chi phí thấp, đồng thời cũng hoàn toàn an toàn. Đó là cái lời phát biểu đến từ cựu tổng thống Donald Trump. Các bạn thấy được cái sự khác biệt bây giờ đã không thể nào rõ ràng hơn khi mà nói đến cái sự ủng hộ của crypto. Và một điều khác nữa được chia sẻ ngày hôm nay đó chính là ở bên uh, Kamala Harris thì uh, bà đã đưa ra một cái chiến lược làm sao để có thể tài trợ cho những cái kế hoạch mà được đưa ra các bạn liên quan tới là hỗ trợ 25.000 đô để mua nhà lần đầu tiên hay là hỗ trợ 6.000 đô cho mỗi một đứa con được sinh ra vào năm đầu tiên thì cách mà bà sẽ có tiền để mà tài trợ những cái hoạt động đó đó chính là tăng thuế trên công ty các bạn và có thể lên tới cái mức là 28% cho những công ty. Thì đây là cái chiến lược của Phó Tổng thống Kamala Harris liên quan đến kinh tế chúng ta cũng đã nói nhiều trong dòng video ngày hôm qua tới hôm nay rồi. Và các bạn thấy được là cái chiến lược này đã hầu như là ngược lại với là chiến lược của cựu tổng thống Donald Trump trong khi mà cựu tổng thống Donald Trump thì lại muốn giảm thuế và ngay bây giờ đó chúng ta thấy được là sau khi mà có thêm thông tin về chiến lược kinh tế thì hiện bây giờ đã cựu tổng thống Donald Trump ở mức là 49% ở trên Market và phó tổng thống Kamala Harris ở mức là 50%. Đương nhiên đây chỉ là một cái trang web cá cược mà thôi nhưng mà đây là trang web mà nhiều người trong thì crypto quan tâm cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tin thì bây giờ ở trên Poly Market nhưng mà sự thật đó đến cuối cùng thì sao các bạn? Bây giờ đó khi chúng ta nhìn thấy những cái thông tin này thì cũng dễ hiểu tại sao mà nhiều công ty crypto, nhiều bạn trong thị trường crypto này muốn cựu tổng thống Donald Trump đắc cử. Điều này cũng dễ hiểu các bạn nhưng mà ngược lại đó thì à, các bạn lại có có sự lắng là lỡ như mà ông không đắc cử đó thì crypto sẽ như thế nào để thường chia sẻ với các bạn 4 năm qua ra sao thì có rất nhiều người đó 4 năm qua đã phê bình chủ tịch John Powell nhưng mà là các bạn thấy được đến cuối cùng thì cổ phiếu vẫn all time high nhiều lần các bạn vàng vẫn đạt đỉnh mới nhiều lần Bitcoin cũng đạt đỉnh mới nhiều lần các bạn và hai lần một lần năm 2021 và một lần vào năm 2024 này và các bạn thấy được là bất động sản đó cũng đã vượt đỉnh cũ lập đỉnh mới trong lúc lãi suất vẫn cao kỷ lục trong vòng 23 năm qua Chứ đó là về lãi suất bạn Thứ nhì là về bầu cử tổng thống Thì cho dù lại đắc cử đi nữa đó Thuận vẫn tin là thị trường này vẫn sẽ tiếp tục tiến tới Dù dưới chính sách thù địch của crypto 4 năm qua của chính quyền Biden Thì chúng ta vẫn có Định mới cho Bitcoin các bạn Chúng ta vẫn có Bitcoin như Ether, spot ETF Sau 10 năm bị từ chối Forward tổ chức đầu tư quốc gia ngày càng chấp nhận crypto hơn trong 4 năm qua và sự rõ ràng về pháp lý hơn bao giờ hết các bạn sau nhiều vụ kiện tụng. Đương nhiên để có được tất cả những điều này, thị trường crypto đã phải đấu tranh không ngừng các bạn. Nhưng mà dù trong thời kỳ bị đàn áp, crypto vẫn vươn lên. Nếu có một tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ crypto thì còn gì bằng các bạn thì mọi thứ có thể là tiến xa rất nhanh nhưng mà nếu không thì cũng như 4 năm qua chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tranh đấu thị trường vẫn sẽ tiếp tục tiến tới mà thôi đó là quan điểm của thần các bạn và cho dù các bạn thích người nào đi nữa thì về mặt thị trường tài chính đến cuối cùng các bạn cũng sẽ thấy là tiền sẽ được in ra và in ra cho dù là chiến lược của ai đi nữa các bạn đó là điều mà không thay đổi đối với thuần và đó là động lực lớn ảnh hưởng đến toàn thị trường tài chính nói chung dài hạn và chúng ta cũng có một cuộc phỏng vấn các bạn đã được cuộc phỏng vấn của đài CBC với lại Matthew Siegel của Vanek và một phần trong cuộc phỏng vấn này hỏi về tình hình của Bitcoin hiện tại tại sao chúng ta lại thấy được là vàng tăng nhưng mà Bitcoin đã gần đây là không có đạt đỉnh mới trong khi vàng vừa đạt đỉnh mới gần đây và Matthew Siegel nói là họ tin Tất cả các lực bán lớn so, when we talk about gold, also, you know, we've had this huge move in the dollar lower, which I know 4% doesn't sound like a lot in six weeks or so. It's a big move. We've seen gold make new incremental highs while the dollar's been making, you know, relative lows over the last few months. But one thing that's not participating in this move is Bitcoin right now. So, you know, it's had a series of lower highs, a series of lower lows. How do you like explain that disconnect between what gold's doing right now and the way that Bitcoin's been acting over the last couple months? Yeah. So, a few factors are at play. One is the unwind of various carry trades and growth which has been struggling a little bit. And when you look at Bitcoin's correlation with the Nasdaq, it's at a two-year high. It's well below the highs that we had in kind of late 2022, but it's a two year high. Uh, the second reason is there are four sellers in the market the German government has sold all of its Bitcoin, $2 billion worth. The US government is selling Silk Road related coins. There are two major bankruptcies where creditors have just been paid out. That's Mt. Gox and Genesis. So with all this for selling behind us, and w this is a typical seasonal pattern where Bitcoin tends to struggle in the kind of one to three months after the halving, which was in April and right pre-election as the market comes to grips with whatever candidate wins, we're in for four more years of reckless fiscal Policy. Uh, the, the history is that Bitcoin really hits a stride at that point. So we're we're buyers here. We think it recovers. Đã có sự chia sẻ đến từ Matthew Siegel các bạn và không chỉ riêng là Vanek. thu mua ngay bây giờ mà chúng ta cũng thấy được là Meta Planet và nhiều công ty khác nó cũng vẫn tiếp tục thu mua. Meta Planet đã công bố là ngày hôm nay họ đã thu mua thêm 500 triệu đô la BTC, nghĩa là khoảng 3 triệu tư đô la Hoa Kỳ các bạn. Hiện bây giờ họ đang hoa đồ tổng cộng là 360.36 BTC. Đương nhiên đây là một cái công ty ở Nhật Bản mà họ muốn giống như là Michael Strategy và họ thu mua nó từ từ các bạn, từ mỗi bịch không một thì mới đầu đó nhiều người cũng chọc quê họ cái số lượng này thu mua sao mà yếu quá. Nhưng mà các bạn thấy được là họ cứ kiên chỉ thu mua trong vòng bao nhiêu tháng qua Cuối cùng là cái số lượng họ có cũng không phải là nhỏ đó các bạn 360 Bitcoin hiện bây giờ đang nằm trong tay của Made Planet Và đương nhiên họ công bố tại vì họ là công ty trên sàn chứng khoán Chỉ còn biết bao nhiêu công ty không trên sàn chứng khoán nữa Họ âm thầm thu mua thì làm sao các bạn biết được Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua liên quan đến cái sự khan hiếm của Bitcoin như nào rồi. Trên trang bản này chỉ còn có 6% là chưa được đào mà thôi. Cái số còn lại phần lớn nằm trong tay của những nhà đầu tư hiện bây giờ. Và bây giờ đã những công ty, những tổ chức đầu tư họ muốn có một phần trong thị trường này thì họ sẽ tìm cách để mà lấy Bitcoin từ tay của chúng ta. Chúng ta còn một vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn. À, có cái thông tin liên quan tới Ý các bạn, ngân hàng lâu đời thứ hai của Ý. Đó chính là ngân hàng Italian Banca các bạn. Đây là một cái ngân hàng rất là lâu đời luôn, thành lập vào năm 1886 và hiện đã cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin cho hơn 1 triệu hai khách hàng của mình thông qua ứng dụng di động có tên là Hype. Các bạn thấy được là càng ngày càng có nhiều những cái ngân hàng truyền thống họ cung cấp dịch vụ giao dịch crypto trực tiếp khách hàng của họ và cái này đã làm tăng thêm cái lòng tin của bạn tại vì sau năm 2022 chúng ta cũng thấy là có nhiều những cái công ty mà chúng ta không nghĩ đến là sẽ bị sụp đổ cũng đã sụp đổ liên tục trong năm 2022 chúng ta có sàn FTX chúng ta có Celsius, Voyager vân vân rất nhiều những cái công ty lớn sụp đổ khiến cho nhiều người mất lòng tin về những công ty crypto các bạn nhưng mà bây giờ chúng ta đã được là có Bitcoin Spot ETF chúng ta có những ngân hàng truyền thống họ đã bắt đầu cho khách hàng của họ mua bán trực tiếp thăm ngân hàng thì cái lòng tin nó sẽ đỡ hơn các bạn và bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy cái sự sôi so động đến từ những người mới một ngày nào đó họ sẽ đến các bạn và khi họ đến sẽ có nhiều cách để họ có thể thu mua bitcoin và những cách mà họ cảm thấy là an toàn hơn so với lại sử dụng những sàn dịch crypto đây là một trong những thông tin rất là tốt chúng ta cũng thấy được là công ty bitwise họ đã mua lại công ty etc group có trụ sở tại London để tiến vào châu Âu và ETC Group này là công ty cung cấp chính quỹ ETP các bạn quỹ ETP nó là exchange traded product nó tương tự như là ETF ở Hoa Kỳ nhưng mà ở châu Âu đó thì chỉ có ETP mà thôi thì cũng không rõ tại sao các bạn có thể tại vì được châu Âu không có ETF việc mua lại 1 tỷ đô la tài sản đang được quản lý của công ty ETC Group để đưa tổng tài sản của Bitwise lên hơn 4,5 tỷ đô la nói chung công ty Bitwise muốn tiến vào châu Âu với những cái sản phẩm liên quan tới Bitcoin và crypto. Chúng ta cũng có một cái thông tin thông tin này đó là liên quan đến à, viện nghiên cứu Crypto Coin center các bạn và họ đã nhận được sự chấp thuận từ tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ để mà tái khởi động cái vụ kiện của mình chống lại Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và Cục Thuế sau khi mà quyết định bác bỏ vụ kiện trước đó đã bị một cái thẩm phán khác đảo ngược. Thì có nghĩa là trước đây đó, năm 2022 họ đã khởi kiện rồi các bạn nhưng mà sau đó, đó cái vụ kiện này đã bị bác bỏ bởi tòa án. Bây giờ thì cái lệnh bác bỏ đó đã bị đảo ngược rồi các bạn cho nên bây giờ họ lại một lần nữa khởi kiện và tại sao họ lại kiện Bộ Tài chính của Hoa Kỳ lý do là liên quan đến một cái sửa đổi gây tranh cãi đối với cái luật thuế ở hoa kỳ yêu cầu mọi người phải tiết lộ thông tin các giao dịch crypto và thông tin cá nhân của những người tham gia trong các giao dịch đó cho sở thuế và công ty coxsigner nói là họ đã lập luận là sửa đổi này vi hiến và là bằng chứng của việc giám sát quá mức đối với người dùng crypto trong trường hợp giao dịch trực tuyến đó, thì rất khó để biết thân phận của người đối diện là ai và người đó cũng không có lý do gì để cung cấp các thông tin cá nhân để bạn nộp cho sở thuế. Cũng giống như là bây giờ để giả sử như là thuận gửi cho các bạn giống như là 100.000 đô đi vào ngân hàng của các bạn. Nhưng mà các bạn phải cung cấp cho thuận là tên các bạn là gì, rồi địa chỉ ở đâu, rồi tất cả thông tin cá nhân, rồi thuận lại nạp thông tin đó cho sở thuế ở Hoa Kỳ. Thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là vô lý cho nên các bạn thấy được là đây là một cái sự giám sát quá mức và đây chính là cái vụ kiện giữa Coin Standard và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng thấy được là cái quỹ Monochrome Bitcoin ETF ở Úc đó thì cũng giống như là những công ty kia các bạn vẫn tiếp tục tích lũy thêm BTC và hiện đó đang có 115 BTC nghĩa là hơn 10 triệu đô la. Không phải là nhiều các bạn nhưng mà ít ra các bạn nhìn thấy được là cái quỹ ETF này ở Úc đã bắt đầu và vào, cuối tháng 7 và từ đó đến bây giờ các bạn nhìn thấy được là cái số Bitcoin họ tích lũy cũng ngày càng nhiều hơn. Và đương nhiên đây là quỹ ETF có nghĩa là càng ngày càng có nhiều những nhà đầu tư khách hàng đầu tư về quỹ này cho nên cái số vốn ngày càng tăng lên các bạn. Và nói tới Bitcoin Spot ETF thì hãy xem coi hôm nay tình hình như thế nào các bạn thì hiện bây giờ đó chúng ta đã có thống kê từ tất cả các quỹ ngoại trừ BlackRock. Hiện bây giờ đó chúng ta đang âm là 30.6 triệu đô la không có đây nhiều các bạn. Và nếu như BlackRock thu vào hơn 30.6 triệu đô la chúng sẽ có một ngày có dòng tiền dương cho Bitcoin Spot ETF và còn về Ether Spot ETF thì ra sao các bạn? Hiện bây giờ đó thì cũng đang chờ đợi thông tin đến từ BlackRock. hiện bây giờ đang âm 13.5%. Một lần nữa cũng không phải là cái gì gọi là quá lớn lao. nhất là chúng ta nhìn thấy được là dòng tiền đi vào Ethereum tuy là chậm, cái đó đúng các bạn nhưng mà ngay cả những cái thời điểm có nhiều cái sự lo lắng trong thị trường chúng ta vẫn tiếp tục thấy là có dòng tiền dương từ nhiều quỹ các bạn và hiếm khi mà có dòng tiền âm ngoại trừ là BlackRock các bạn họ liên tục bán và hôm nay họ cũng bán nhưng mà cái tốc độ bán đã giảm xuống rất là nhiều rồi. Và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ George Hoskinson của Cardano các bạn. Ông nói là nếu như mà ai có thể hát á, thì ông sẽ tặng ngay một triệu đô la. Đây là chia sẻ của George Hoskinson đã khởi động thử thách một triệu đô la mời cộng đồng hát thử cái ví Lace Paper Wallet mới. Ví sử dụng mã hóa tiên tiến và mã QR để bảo vệ tài sản người dùng. Thử thách kéo dài đến hết năm 2024 này. Hay là đến khi nào đó là có người hát thành công các bạn. Và Hoskinson hy vọng điều này sẽ cải thiện bảo mật cho hệ sinh thái Cardano và nói tới cho Hutchinson thì có một cái clip rất là thú vị các bạn đây là cái clip phỏng vấn cho Hutchinson với lại ứng cử viên RF Kennedy Jr. nhờ các bạn và đây là một trong những người mà rất là ủng hộ Bitcoin được crypto thì cái phần cuối đó các bạn thấy được là khi mà hai người nói tạm biệt với nhau trong cái cuộc phỏng vấn này thì <laughs> các bạn thấy được robert f kennedy jr lại nói là ông rất là yêu thích bitcoin các bạn bitcoin là những người mà lưu trữ bitcoin và các bạn cũng đã biết là George Hutchinson thì thường đụng độ với lại những cái bitcoin trên mạng tại vì ông thì thường hay chỉ trích là bitcoin là một cái tôn giáo bitcoin này kia kia nọ nó. nói chung là ông không thích bitcoin các bạn ông không thích Bitcoiner nhưng mà trong cuộc phỏng vấn này đã phần cuối đó thì <laughs> có thể là robert f kennedy không có rõ về cái drama trong thị trường này cho nên nói là ông rất là yêu thích bitcoin nữa. <laughs> <laughs> and that's why Kennedy is the remedy. Thank you for spending uh, this time with us. It's a great honor. We love having you here. And we're going to try to send you to Washington to represent all of us. Take thank care. Thank you, Charles. Well, I love the Bitcoin community. And uh, I'm, I'm going gonna, I'm gonna to light it on fire when I get in there. So thank you very much. Take care. <laughs> and that's why... Ke <laughs> Ông nói là tôi thích cộng đồng Bitcoin trong khi mà đó là cộng đồng mà Charles Hutchinson thường hay đối đầu trong thị trường này các bạn Và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan đến Tether Thì Tether đã mở rộng USDT sang blockchain Aptos các bạn và cho phép người dùng giao dịch với chi phí thấp Trước đó, đó Tether đã dừng hỗ trợ USDT trên những blockchain như là EOS, Algorand, Bitcoin Thì đương nhiên các bạn Bitcoin là cây mạng đầu tiên Tether sử dụng trước đó họ sử dụng cái mạng lưới Omni trên Bitcoin các bạn có thể nhiều bạn mới tham gia không biết những năm như là 2017 2018 đó thì chúng ta chỉ có Tether trên mạng lưới của Bitcoin mà thôi chúng ta được là ngoại trừ những cái mạng lưới này ra đó thì những mạng lưới mà Tether gần hỗ trợ cũng có Kusama và Bitcoin Cash tuy nhiên USDT vẫn chủ yếu được sử dụng trên Tron và Ether hiện bây giờ. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn